nghe nói lâu rồi, bây giờ mình mới thấy tận mắt để được viết mấy xe bánh xích của cơ sở Thanh Điền. Mình biết phải lắp cái đầu Toyota 95 đó rất nhiều, mình chỉ quay cho bạn xem. Máy này cũng có lâu rồi. Bốn rưỡi năm của ta cho cả thanh niên có chơi rồi. Tiến chạy đã nhanh các bạn. Màu đỏ chót nổi thiệt. Cái giặt vào. Cái giặt vào mấy chắc quần ta lấy à. Đây, xe cái đất diễn nhận. Cái đám đất này chắc có vịt ăn rồi. Cả Thanh Điền này, An Giang, Phú Tân hay gì. Dạ, nó quay xuống này. Tôi đứng cho bạn, cho bạn coi nó xe đất. Đường xới
cùng không. Cái đường mấy cái này cái đường bánh nó còn đó, nó quay xuống lại đó. Cái bình dầu trắng cười quá. Đứng cách xa 20 mét. Nãy ông ngồi thuốc mốc. Giờ anh ảnh gửi các bạn về chiếc cua ta của cái sở Thanh Tiền ở An Giang. Nó xuống nó quần với tụ dưới sông đám này. Bây giờ nó mất cái cài.